Xin chào mọi người đến với shop Mẹ Kho Long Xuyên. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một số mẫu còn lại ở bên shop nha các bạn. Đây là mẫu đầu tiên nha các bạn. Đây là size 100. Cho bé là 12, 13, 14 kg. Tay dài hình con ếch. Còn một bộ duy nhất. Hàng thun lạnh nha các bạn. Thun lạnh minimum. Đây mẫu đầu tiên, xe qua các em. Rồi. Còn đây là mẫu số 2 nha các bạn. Còn hai size là size 80 90 là cho bé 6 7 8 9 kg. Nếu mà 10 kg tướng gôi gôi là mặc được nha các bạn. 10 kg đổ lại. Còn hai bộ là 80 và 90. Đây hình khủng long nha các bạn. Vải thun lạnh minimum. Nên các bạn yên tâm nha. Đây. Mẫu số 2 nha. Các bạn nào có bé thì cứ lấy về mặc cho bé. Yên tâm vải nha. Đây là mẫu số 3 nha các bạn. Còn hai size, size 80 và size 90 nha các bạn, cũng cho bé là 8 kg đến 10 kg đổ lại nha các bạn. Tay dài quần dài nha. Hình ngôi sao. Xe qua em. Hình ngôi sao đẹp nha các bạn. Vải thì các bạn khỏi cần phải bàn nha. Vải thun lạnh minimum. Thì các bạn nào có bé nhỏ liên hệ mình nha. Còn 3 mẫu đó. Giá cũng như bình thường các bạn 60 ngàn một bộ nha. Và các bạn nào muốn mua cho bé thì cứ nhắn tin shop, shop gửi mẫu nha. Còn mẫu nào shop gửi mẫu đó. Cứ báo cân nặng bé là từ 6 cho tới 19 kg, 20 cho tới 30, 35 kg nha. Shop đều có. Cọc tai, nách, dài tai đều có nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop trong thời gian qua.